Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi. Thưa quý vị, thời gian vừa rồi thì rất nhiều bạn trẻ gửi những câu hỏi đến kênh YouTube của tôi. Trong đó có một câu hỏi mà rất nhiều bạn nhức nhối. Đó là mặc dù học cấp 2 rồi, học cấp 3 rồi, nhưng rất nhiều bạn học sinh bây giờ vẫn không biết là mình học để làm gì. Thưa quý vị, học để làm gì? Câu hỏi đó tưởng đơn giản, nhưng đôi khi nó không đơn giản như chúng ta nghĩ. Và để trả lời câu hỏi này thì hôm nay tôi mời đến trường quay của chúng ta Tiến sĩ Lê Thống Nhất, một người phải nói là gắn với rất nhiều thế hệ học trò. Trước hết thì phải hỏi thầy giáo Lê Thống Nhất là trong quá trình mà giảng dạy thì đã bao giờ thầy giáo phải đối diện với những câu hỏi như thế chưa? Học để làm gì ạ? Thực ra mà nói thì nếu như là một người thầy mà đứng lên lớp ấy mà dạy học sinh bất cứ một môn gì thì bao giờ cũng phải dạy các em điều đầu tiên. Đúng vậy. Vậy cho nên có nghĩa là cái câu hỏi mà các bạn mà hỏi phát đăng ấy thì là cái câu hỏi mà thậm chí là ngày xưa mình đi dạy là không cần học sinh hỏi, mình cũng phải chủ động để nói học để làm gì. Vâng, vậy thì bây giờ là thông qua kênh YouTube của chúng tôi thì không biết là thầy có thể chia sẻ là ngày đó thầy đã trả lời học sinh là học để làm gì? Tất nhiên là ngày đó thì mình trả lời khác. Bởi vì là chúng ta hình dung rằng cuộc sống nó càng biến đổi. Thời đại khác. Và cái suy nghĩ của học trò cũng như là xã hội xung quanh nó cũng thay đổi. Bởi vậy vì vậy cho nên cái câu hỏi mà học để làm gì thực ra có rất nhiều cách để trả lời. Tuy nhiên thì ở đây cũng muốn chia sẻ với các bạn học sinh đấy. Và cái câu học để làm gì không phải chỉ các bạn hỏi đâu, mà kể cả những người lớn là cũng hỏi, chứ không phải là chỉ học sinh đấy. Và bởi vì thậm chí là nhiều khi người ta cứ hỏi tôi là tại sao bây giờ là thỉnh thoảng để thấy anh để biết thêm nhiều thứ thế. Vì mình học nhiều vấn đề thế. Ông học cái này để làm gì? Đấy. Thì như vậy là kể cả người lớn cũng cần phải hiểu là học để làm gì. Đấy, chứ không phải là chỉ các bạn học sinh đâu. Thế thực ra mà nói thì các bạn cứ hình dung rằng là cái đầu tiên ấy, mà cái mà ai cũng dễ thống nhất với nhau tức là học để biết. Học để biết. Để thỏa mãn cái biết về tri thức, đúng không? Và đương nhiên cái biết này ấy, là có thể là có nhiều mục đích. Biết để mình áp dụng, mình sử dụng. Và đôi khi ấy, cái biết chỉ để làm mình hưng phấn. Có những thứ mà mình học ấy là mình yêu thêm, chứ không áp dụng gì cả, không áp dụng gì cả. Thế nhưng mà lại yêu thêm. Nhưng mà cái điều mà cũng ít người để ý là chúng ta cần học để mà chúng ta rèn luyện bộ não của chúng ta. Vì vậy cho nên cái câu hỏi là học để làm gì ấy, thì chúng ta hình dung rằng là ngoài biết này để hưng phấn lên, để yêu thích hơn, đúng không? Để sử dụng. Thì ngoài ra là học chính là để rèn luyện bộ não. Bởi vì tôi cũng không tưởng tượng được rằng nếu như bạn nào không học ấy mà bộ não bạn phát triển. Cho nên tại sao mà có thể sinh ra trong những đứa trẻ khôi ngô tuấn tú giống nhau, nhưng mà qua một giai đoạn ấy thì khôi ngô có khi cũng mất đi, tuấn tú có khi cũng mất đi. Bởi vì nếu như trí tuệ bạn không phát triển thì có khi ấy là nhìn ánh mắt khuôn mặt bạn là khác. Cho nên nhiều khi tôi còn nói đùa học sinh rằng là các em học ấy, rèn luyện bộ não của mình ấy, là các em sẽ sinh từ ánh mắt. Bởi vì ánh mắt của người có học nó khác hẳn cái ánh mắt của người không. Rất hay. Như vậy là chúng ta học để rèn cái bộ não. Bởi vì nếu như bộ não mà không được luyện tập, không được rèn luyện hàng ngày thì nó sẽ khiến cho cái chất lượng suy nghĩ, cái chất lượng tư duy của chúng ta ít đi. Bởi vì nói như Descartes, tức là một cái nhà triết học ở thời lìa khai sáng thế kỷ 17, thì tôi tư duy, tôi tồn tại, đúng không ạ? Mà chúng ta phải sử dụng bộ não, công cụ đó để tư duy, cho chúng ta phải học. Ngoài việc học để biết, học để rèn luyện cái bộ não của mình ra, thì theo thầy chúng ta còn một cái câu trả lời nào cho câu hỏi này nữa không ạ? Các bạn hình dung rằng là có những điều ấy mà các bạn, rất nhiều bạn mắc phải. Ví dụ như là trong một đám đông, trong một cuộc gặp gỡ gì đó, có một người nói một câu chuyện gì đó, tất cả đều cười. Nhưng có một hai bạn là không hiểu vì sao người ta cười. Bởi vì bạn không hiểu được câu chuyện, đúng không ạ? Và bạn không thể cười được trong khi mọi người đều cười mà bạn không cười. Đấy, thì các bạn cứ tưởng tượng rằng là nếu như ấy, trong một cuộc gặp gỡ nào đó người ta nói mà mình không hiểu. Đấy, ví dụ cái tính hài hước của một câu chuyện mình cũng không hiểu được. Thế thì các bạn nên nhớ rằng là mỗi một cái lần ấy mà kiểu như bị miệt vị kiểu như vậy ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng sẽ thôi thúc bạn là bạn phải học. Bởi vì là sẽ đến lúc nếu như bạn không học ấy, thì có những cái tình huống rất éo le. Có thể là bạn ngượng ngưng mà bạn phải xấu hổ. Cho nên bạn muốn không xấu hổ mà muốn hòa nhập được với cộng đồng thì có rất nhiều thứ các bạn phải học. Con người là một động vật xã hội.
Cho nên rằng là cái chữ học ấy, nó khiến cho cái tính xã hội trong mỗi chúng ta được tăng lên, và cho nên chúng ta hiểu cộng đồng hơn, chúng ta có thể tham gia những câu chuyện, tham gia những tri thức của cộng đồng giống như thầy vừa chia sẻ. Ở đây thì tôi có một cái suy nghĩ đơn giản thưa quý vị, chúng ta học đôi khi để trả lời ba thứ thôi. Đầu tiên học ấy, để trở thành một con người công cụ. Con người công cụ là gì? Tức là chúng ta có thể học hành, chúng ta có tri thức, rồi sau này chúng ta học nghề nữa, để chúng ta có thể làm nghề, có thể kiếm tiền, có thể nuôi sống chính chúng ta. Thế còn nếu chúng ta không học, chúng ta không trở thành con người công cụ, chúng ta không kiếm tiền để nuôi mình, thì chúng ta trở thành gánh nặng cho bố mẹ, gánh nặng cho gia đình, gánh nặng cho xã hội. Cái ý nghĩa thứ hai nữa ấy, là chúng ta học bên cạnh trở thành con người công cụ, chúng ta có thể trở thành con người dân tộc. Chúng ta học lịch sử, chúng ta học văn hóa, chúng ta học địa lý để chúng ta hiểu về dân tộc mình. Chúng ta yêu cái dân tộc mình. Mà mỗi một con người trong một dân tộc không hiểu và không yêu cái dân tộc mình ấy, thì sự tồn tại của con người ấy trong dân tộc ấy là vô nghĩa. Và bên cạnh con người công cụ, bên cạnh con người dân tộc, thì học còn để đạt đến hình ảnh một con người thứ ba, đó là con người khai phóng, con người tự do. Học để mà chúng ta nắm chủ động các tri thức, nắm những cái đã biết và nắm cả những cái chưa biết. Chúng ta có phương pháp để ứng xử với cả những cái chưa biết mà thời đại đặt ra. Và khi nào chúng ta hiểu rõ mục đích của việc học như thế, thì có lẽ ở khi ấy chúng ta sẽ học hành một cách nghiêm túc hơn và chăm chỉ hơn. Không biết là thầy có chia sẻ với ba cái khía cạnh mà chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn được không ạ? Thực ra mà nói thì là những cái điều đang nói thì đúng thôi. Dạ. Tuy nhiên thì mình cũng phải biện luận một chút. Dạ. Đấy, thí dụ bây giờ là bảo là học đúng không? Dạ. Ngày mai kia ta kiếm tiền. Kiếm tiền. Nhưng mà bây giờ tôi giả sử luôn. Dạ. Có người không cần học tiền cho bạn đúng không? Đầy đủ. Dạ. Vậy thì chẳng nhẽ không học nữa. Đúng không? Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là khi bạn có vật chất rồi, có đủ tiền tài rồi, thì bạn vẫn cứ phải học. Bởi vì như tôi nói ban nãy, là học để mà bộ não ta tốt hơn. Không phải là không cần kiếm tiền nữa thì không cần bộ não. Bởi vì các bạn nên nhớ rằng là con người là động vật thông minh nhất, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên là sự thông minh của con người chúng ta là rất khác nhau. Và người ta nói như này, nếu như ấy mà bạn muốn chơi với một người thông minh, thực ra mà nói bạn cũng phải tương thông minh gần bằng như vậy, tương đối đúng không? Vâng, nó phải tương đối như vậy. Và bạn sẽ thấy rằng là người ta cứ nói một câu là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thì thực ra mà nói là không phải chỉ về tính cách mà nó còn về trình độ. Cho nên kể cả khi mà chẳng hạn như là khi tôi có con trai con gái chẳng hạn, thì luôn luôn phải nói các con một điều rằng bây giờ các con chẳng hạn như là thích một người nào đó, đúng không? Nhưng mà để làm sao ấy mà con gần được người đó, thậm chí người ta yêu thương mình, thì con nên nhớ rằng nếu trình độ của người ta đang hơn các con ấy, thì các con phải học để có một cái trình độ đó đó. Thì lúc bấy giờ ấy là không phải là mình chỉ chiêm ngưỡng, đúng không? Và mình mới có thể thành bạn, thậm chí là thành người yêu, đúng không? Thành người vợ, người chồng của mình. Đấy. Vì vậy cho nên là chúng ta cứ hình dung rằng là nếu mà chúng ta mà không xác định ấy, đúng cái mục tiêu của học ấy, tưởng rằng là chúng ta chỉ học để mai kia, đúng không, trở thành thạc sĩ rồi tiến sĩ, đúng không? Và như vậy chúng ta sẽ tập trung vào học những cái thứ, đúng không, để có bằng cấp thôi. Tuy nhiên các bạn nên nhớ rằng tôi đã gặp rất nhiều học trò của tôi, mặc dù là tiến sĩ, thậm chí là giáo sư, nhưng chán lắm. Thực ra ngồi nói chuyện một lúc là chán ngay. Bởi vì sao? Tức là gần như là ngoài những kiến thức chuyên môn ấy, để bạn ấy trở thành có thể là một nhà toán học, còn những kiến thức cuộc sống khác ấy là rất khó nói chuyện. Cái phong tóm lại, vâng, cái phong và kể cả đến khi nổi tiếng rồi thì nhiều khi ấy, người ta đầu tiên người ta có thể thích anh, đúng không, vì anh nổi tiếng. Nhưng mà ngồi nói chuyện một lúc ấy, mà nếu như mà nói về cuộc sống, về rất nhiều chuyện, thì có khi là lại là một người rất chán. Vì vậy cho nên là vẫn muốn nhấn mạnh các em một điều rằng là các bạn một điều, tức là trong cái học của mình ấy, để ngoài đạt được trình độ cao trong một chuyên môn hẹp nào đó, thì đừng quên rằng đấy, là chúng ta không phải sống chỉ cho mình chúng ta, chỉ sống với những người có chuyên môn hẹp đó, mà cuộc sống hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với rất nhiều người khác, những người mà có thể là không biết cái chuyên môn của bạn là gì. Vậy thì muốn sống được trong một cộng đồng như vậy, bắt buộc các bạn phải học. Và khi đó, như là đang nói ban nãy, có thể người ta nói chuyện về lịch sử thì mình phải biết, đúng không? Về văn hóa, người ta nói về du lịch, về văn hóa, phải biết, đúng không? Rồi chẳng hạn như mình có thể phải thích một bài hát hay thích một bài thơ, chẳng hạn. Đấy, bởi vì có những nhóm bạn người ta chỉ thích thơ thôi, có nhóm bạn thích hát, đúng không ạ? Đấy, có những bạn thích ẩm thực, kể cả ẩm thực thôi, cái chuyện ăn thôi. Cũng phải học. Và nếu mà không học chúng ta cũng không biết được, đúng rồi. Để mà bình luận được, ví dụ như vậy. Thì vì vậy cho nên tôi nói rằng là bạn có thể học
một cái chuyên môn rất sâu, có thể thành bác học, thành giáo sư, tiến sĩ. Nhưng để sống được ở cuộc đời này thì điều đó quá thiếu. Quá hay, tức là bên cạnh cái kiến thức chuyên ngành của mình ấy, người ta phải có cái phông văn hóa, dứt khoát là cái kiến thức rộng tạo nữa. Thành một cái phông văn hóa cho mình, nó mới tạo ra sự hấp dẫn, cái sự thú vị của mỗi một đời người. Cuộc đời lúc giờ thì nói thật các bạn, cuộc đời lúc giờ mình rất thăng hoa. Còn nếu như chỉ đi vào chuyên môn sâu để trở thành một người nổi tiếng về chiếc nốt thì đấy, tôi nghĩ đấy không phải là mục đích cuộc sống. Đấy, nếu như mà bạn chỉ có chuyên môn sâu mà bạn không có một cái phông văn hóa bề dày kiến thức thì bạn cũng rất khó hòa nhập trong cái cộng đồng của mình. Rất chính xác. Vì vậy cho nên là nếu như mà mục tiêu của chúng ta để sống vui hơn, đúng không? Sống rất là vui tươi, thoải mái thì cũng chưa hẳn, đúng không? Bạn cần phải đạt đến những học vị cao như vậy. Vì vậy cho nên những cái bạn mà không đủ khả năng để đi tới học vị cao không có nghĩa là cuộc đời của bạn, đúng không, buồn tẻ hơn những anh thông minh hơn. Đúng rồi. Thông minh hơn nếu như anh chỉ dồn vào một lĩnh vực sâu thì đó, đúng, thì chưa hẳn anh đã hạnh phúc. Vâng, thầy Nhất vừa nói một cái ý rất hay là ngay cả việc ăn thôi cũng phải học. Vẫn chúng ta học. Thấy rằng là ăn thì con vật nào nó cũng ăn, nhưng mà con người thì có một nghi thức ăn, con người có một văn hóa ăn. Và để có thể hiểu cái nghi thức ăn của con người, để có cái văn hóa ăn của con người, thậm chí là con người của từng vùng miền khác nhau để có những cái văn hóa ăn khác nhau thì người ta phải học. Cho nên là thưa quý vị, đến bây giờ thì chắc là quý vị, đặc biệt là những bạn học sinh, cũng hiểu rất rõ được câu trả lời là chúng ta học để làm gì. Khi chúng ta hiểu được câu trả lời cho câu hỏi quan trọng và cơ bản này thì chắc chắn chúng tôi nghĩ rằng các bạn sẽ chăm học hơn, dù biết rằng học đôi khi là một cực khổ. Chúng tôi cảm ơn tiến sĩ thầy giáo Lê Thống Nhất đã đến đây chia sẻ. Và chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau ở kỳ thứ 2 để trả lời một vấn đề là không cần học thì chúng ta có thể thành người được không? Chúng ta có thể làm việc được không? Chúng ta có thể sống được không? Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tiến sĩ thầy giáo Lê Thống Nhất để trả lời câu hỏi thứ 2 mà tôi nghĩ rằng cũng rất thú vị này. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu thấy cần trao đổi, quý vị có thể thể hiện bằng những comment ở dưới kênh YouTube này. Và nếu thấy chương trình của chúng tôi bổ ích, quý vị có thể ấn nút đăng ký để có thể cập nhật những chương trình mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Vâng, chào các bạn. Cảm ơn Phan Anh. Chào thầy.